Đó, cái này là Tuấn cũng muốn, nói lại thôi, nói rồi. Đây nè, đó. Nếu mà ai không hiểu gì về si đó, mà chỉ nghe đồn đồn mà mua thôi đó, là như vậy là chia tay nhau rồi đó. Nếu mà không coi kỹ các cái video của Tuấn, đổ vô nè, 15 ngày sau này bung nè, rất là đẹp. Nhưng mà đến đến sau đó, à, tức là lấy cái đĩa tơ này, lấy được cái dinh dưỡng này ra, nhưng mà đến khi nước và muối khoáng không có, giống như ăn hột vịt lộn rồi, gà quay rồi, là mọi thứ đến khi uống nước không có. Thay vì một ngày uống 2 lít nước, cho cô nửa lít nước là nó thành vậy thôi. Đó, thành vậy thôi. Mặc dù cái rễ tơ nó có hút nước và muối khoáng, trong thức ăn của mình như vậy, trong canh nó cũng có nước vậy, nhưng mà phải có lượng nước riêng, chứ không thể nào như vậy đó. Nên mà nếu mà nông dân mà không hiểu kỹ là sẽ chia tay. Như cây này thì bỏ đi. Là nếu mình cắt ở chỗ này nó vẫn ra được tốt, nhưng cái bộ rễ này là hỏng. Bộ rễ nó không ổn. Sau này năng suất nó không cao được. Có giữ không có, chán lắm. Không có phát được. Đúng rồi, không mắc được cái nội sinh của nó. Không như cây này. Đó, đó. Hễ mà cứ càng chua chừng nào thì nó càng mê chừng đó. Mà cái chua này nó như thế này nè. Không phải chúng ta bón nhiều NPK mà nó chua, mà do rễ nó kém. Thì rễ nó kém thì thường thường chúng ta phải phun phân bón lá. Ai cũng vậy, phải phun phân bón lá. Mà cứ phun phân bón lá riết mà rễ nó kém thì dẫn đến là nội sinh không có. Mà nội sinh không có thì con này, nên tôi nói là bảo đảm cái cơ sâu thôi. Sau khi đổ xi lần ba cái, đổ lần ba cho nó thì cái cơ sâu là không có con bọ cánh cứng này nữa. À, nên là cái con bọ cánh cứng này, nói luôn, con bọ cánh cứng này buổi đêm trên cây bơ cũng là buổi đêm, đợi khoảng sau 8 giờ đêm phun. Con nhỏ sẽ đơ sau và con lớn phải rớt trước. À, nó là như vậy. À, sau này thì không cần, nhưng mà này thì phải coi. Gắng giữ được này chứ mà te tu gì hết là đúng rồi, đúng rồi. Được rồi. Đúng rồi. Nhưng mà sắp tới mình sẽ làm cái ngọn này nè. Nó bây giờ thì chưa được đâu, lần sau nó phải nâu lên. Đúng rồi, mà nó có long, đúng rồi. Nâu lên nhưng mà có kiến hết rồi nè. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Ừ, tại vì mình hữu cơ và ý thức là không có xịt thuốc diệt cỏ. Ừ. Quá trời kiến. Cái này là 14 tây tháng 11 đến nay là chưa sử dụng cái hóa chất thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ có si với lại cái thảo mộc. Dạ, dạ. Nhiều công phu ha. Nhiều công phu. Đất mà có cỏ gai là pH nó thấp lắm. Thường thường mà có cỏ này là gọi là cây chỉ. Chỉ thị. Cái pH nó thấp. Cái cây này là rất là nhiều. Trên cái đất này bây giờ nó đã phát triển là mình mừng. Cái cây này mà không lên thì cái đất mình thôi. Chính xác. Chính xác. Đừng có nói cái cây. Chính xác. Cái cây này nó lên trước rồi. Là lúc đó bác mới trung tính thôi. Đúng rồi. Cái cây này gần giống cái hoa cất lợn thôi. Nhưng mà thấy cây này là đã ổn rồi. Nhưng mà sau đó sẽ có hoa cất lợn. Tức là mùa mưa sắp tới. Tại vì mùa đông thì hoa cất lợn sẽ không phát triển. Mà cái cây này nó tương đương thôi. Tức là thấy coi cây con này là mình biết nó trung tính rồi. Nhưng mà để đạt trên cái ngưỡng 6 chấm á, thì phải có hoa có cất lợn. Nha. Cái cây này nó gần giống thôi. Rồi. Thấy hầu như 100 cây là 80 cây đều có kiến. Có kiến hết ha. Có kiến hết, như vậy làm sao có rầy được. Đây, cái hay nữa nhìn, cái hũ cơ mình đưa nó xuống sau vài ngày á, là mình thấy kiến xuất hiện và nó sẽ xử lý những cái hạt phân gà phân nở. Đúng rồi, đúng rồi. Nó xử lý. Con này ở chuyên ở dưới đất mà. Này. Rất là hay. Nó chuyên ở dưới đất. Đó, mình khoái là khoái nó vậy đó. Một số cái nó cũng còn nè, nhưng mà thật sự nó là những cái người gọi kiến. Là những chiếc máy cày của mình. Đúng rồi. Nó làm cho kẻ hở đất nó hở ra và nó ăn sạch. Qua wow, chị kiến quay cái này thích đấy. Đó, thứ hai này là tiếp tục tới lần ba nữa. À đó, thì bây giờ đợi chúng ta. Rồi có người hỏi là bây giờ tôi cây tôi bệnh tôi nóng ruột quá, tôi đổ sớm. Không phải, chúng ta phải đổ đúng cái lịch trình như vậy để chúng ta coi cái diễn biến của cái rễ, chứ không phải là chúng ta cứ nói tôi 10 ngày tôi đổ 1 lần. Không phải như vậy được. Mà tại sao Tuấn phải có 15 ngày? Rồi tại sao từ lần 2 tới lần 3, 30 ngày là Tuấn có lý do của Tuấn? Tức là về nông học mình phải hiểu được từng loại cây nó phải có cái chu trình sinh trưởng và phát triển của nó. Chứ không phải là chúng ta nóng ruột rồi chúng ta cứ đổ vội. Không phải vậy được. Đó. Mà trong giai đoạn này là, thí dụ như chúng ta nóng ruột thì chúng ta tăng amino cho nó đại loại vậy. Nhưng những cây này thì Tuấn khuyên là đổ lần 3 này thì cứ đổ đều hết. À, riêng những cái cây này à, thì 17 tới 10 ngày sau thì cho anh em á, nó đổ đậm đặc cũng được, lấy cái amino đó, tại vì ở chỗ mình là phun cái bét đúng không,
Bây giờ lấy cái canh amino đậm đặc lắc nó lên, lấy một nắp, tôi nói dụ một nắp hoặc hai nắp, mình nhiễu, xong mình bật lên. Nó cũng vậy thôi. À, tại vì mình là trang trại mà, không sao hết. À, còn cái kia là tiện là mình pha chung với nước, còn những cây này nếu ai nóng ruột thì mình sẽ bù cho nó là bằng cách tăng cái amino. Bệnh mà thì phải uống nhiều sữa thôi. Đó là như vậy chứ có ăn được đâu. Cái cây này nó cái thân rễ cọc của mình nó dính cái lớp giống như hồi nãy nữa các bạn. Cái ngọn nó cuột rất là tốt, lúc đầu phát triển rất là nên phải đổ vô trong cổ rễ đấy chị ạ. Nó xốp dần xuống cho nó cái rễ cọc nó mới được giải phóng. Là mỗi một cây như vậy hồi trước với đổ là 3 lít. Thì 1 lít trong cổ rễ và 2 lít bên ngoài. Ok. Nên giờ là nó có tiến bộ nè, nó hồng lên nè. Nghĩa là giữ được những cái này mình có thể phát triển nó lại lần thì cắt đây lên. Nhưng mà cây nào cũng có kiến nha. Cây nào cũng có kiến á. Ok là tốt rồi. Mừng là gì? Những cái này. Những bên này rất là nhiều. Thì mình đang kiểm chứng tiếp trong cái thời gian tới, sau 30 ngày trở đi thì mình coi như cái điều Tuấn nói đó, không xuất hiện cái rầy nữa. Đúng rồi. Anh này đúng rồi. Chiến đấu thì mình đang tiếp tục. Đúng rồi. Đó. Sau khi khỏe hoàn toàn 30 ngày thì mới được nhấp sữa NPK. Mà nhớ là nguyên tắc là lần đầu tiên bón NPK là hạt cách hạt phải là 1 cm cho tới 2 cm. Và bắt đầu từ lần đó trở đi khi ra búp là bón NPK là hạt cách hạt, ra rìa tán lá. Không một không, đừng có hỏi là bao nhiêu, người ta có hỏi là Tuấn ơi phải bón bao nhiêu không, chúng ta dựa vào cái tán lá. Dựa vào cái tán lá thôi, từ tán lá chiếu thẳng xuống. Đúng rồi, cấp 5 ly đúng rồi. Đúng rồi. Cái thế. Đầu rễ nó sẽ đi ra đó. Chính xác. Chính xác. Nên nông dân cứ hay hỏi Tuấn là bao nhiêu, không phải là bao nhiêu. Cây mình rộng thì mình bón nó nhiều thôi. Vậy thôi. Cái cây này giống như cái cây ăn xoa, cây này rất là quý. Đúng rồi, cái này mình đang dưỡng lại, lâu lâu có một người đàn ông nào đó hoặc người đàn bà nào đó sẽ tới đây xin mang về. Cái cây này rất là giải quyết về gan, rất là tốt. Họ bán hay là không, họ làm thuốc? Không, nhưng mà cái này mình bản thân mình uống cũng rất là tốt. Đúng rồi. Cái ăn xoa chặt xong rồi mình phơi, xong mình nấu nước mình uống thôi. Thường mấy cái này giữ lại nha. Để cho những người ta giữ lại nha. Ồ, ở đây còn mấy cái ăn xoa này. Còn nhiều lắm. Giữ lại. Tốt lắm á. Ok, rồi. Bây giờ là được rồi. Chắc chắn là được rồi. Chỉnh tàn lại. Ok. Cây này sẽ ok lên nó. Ok rồi. Đây mình thấy cái này rất là hay mà tôi. Sao ạ? Bây giờ cái chỗ này nó bự lên, bự hẳn lên so với trước đây nè. Chỉ cái cây lại nó lấy dây nó làm điểm dấu. Có. Nó làm dấu. Thật sự mình có thước đo mình kẹp mình có những cái con kiến này nó không có cắn người dễ thương không? Đó, nó đỏ hồng hào, nó bông ra hết, trước nó xám xì vậy nè. Đó thì mình đang mừng là gì? Cái okay. nội sinh. Đúng rồi. Này cái vết của nấm hồng hồi xưa này, yên tâm nó khô luôn nè. Nó khô luôn à, không sao hết á. Vết nấm hồng nè. Rồi cái cổ rễ nè. Quá trời ha. Rồi. Thôi, mình về thôi. Qua Tết đi. Bây giờ phải đợi qua Tết á. Bước vào nói chung là qua tháng 3 là phải là vườn mình đó. Cái cây nào nó ra cây đó rồi. Cây nào yếu thì chúng ta cứ tăng hữu cơ. Đấy, và cây này bắt đầu từ đây 30 ngày sau là có quyền là bón xíu NPK được rồi. Nha. Như thế. Cái này thì mình đang có kế hoạch chuẩn bị tưới xong mà mình sẽ đi tiếp một cây như vậy khoảng. Cái này nó già đi sẽ ra một cây nữa. Đến là... 2, đúng rồi. 2 kg phân gà. Quài kiến. Kiến mè quá. Nên bởi vì nó không có con rầy. Nó con này làm việc cần mẫn lắm, suốt ngày suốt đêm vậy. Rất là nhiều mà. Tấn quay xuống cái này kiến nó đây. Không có cắn người, nó không có cắn. Yên tâm, nó không có cắn. Lúc đầu anh chàng Thịnh công nhân của mình rất là sợ cái này, sau đó mình đưa lên tay. Đưa lên tay xong rồi Thịnh nó cũng đưa lên tay. Rồi, được rồi.